anh chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì đối với bạn đây là lần đầu tiên xem video này, mình tên là Phạm Bồ Nguyễn, đây nơi mình sẽ đăng vlog hàng ngày, vlog du lịch và đặc biệt là những thứ liên quan về sneaker. Nếu các bạn đọc cái tựa của video này ngay dưới đây nè, các bạn cũng biết mình sẽ nói trong video này đúng không? Thì cũng giống như cái video cách đây khoảng một vài tháng, là mình sẽ review cho các bạn xem những gì mình pick up được trong 2 tháng vừa qua. Và đúng là chúng ta sẽ review rất là nhiều món đồ trong video luôn, dựa trên cái tựa đề, nhưng mà trên bàn bây giờ chúng ta chưa có gì hết, cho các bạn chờ mình chắc khoảng 1 giây thôi nha. Các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều đồ luôn đúng không? Nhưng mà đây chỉ là 1/3 của những gì mình pick up được trong 2 tháng vừa qua thôi. Tại vì trong 2 tháng vừa qua mình mua rất là nhiều Bearbricks luôn, và đây chỉ là một thùng của một con Bearbricks thôi. Chắc chắn là mình không có đủ chỗ để mình để hết tất cả những cái thùng của cái chú Bearbricks này trên đây rồi. Và đó lý do tại sao các bạn không thấy mình nữa, mình mất tích luôn và mình đã out frame luôn rồi. Nhưng mình sẽ review hết tất cả những món đồ này trong video này cho các bạn xem. Thì ở đây chúng ta có tất cả 3 thành phần, 3 cái category. Một là quần áo, hai là sneakers, và cuối cùng là những món đồ chơi mình pick up được trong 2 tháng vừa qua. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa. Let's go. Để mình nói với bạn đó là chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái category đầu tiên, đó chính là quần áo. Nói quần áo thì mà chúng ta chỉ có áo thôi, và mình quên là mình có cả phụ kiện nữa, cho nên mình sẽ gạt phụ kiện đi kèm với lại quần áo luôn. Thì ở đây mình có 4 cái áo, thật sự là không nhiều giống như những cái video pick up pause lần trước, nhưng đây chính là 4 cái áo mình cảm thấy hài lòng nhất từ trước tới giờ luôn. Và trong đây có một cái hoodie, thật sự là mình mất thời gian rất là lâu để tìm được cái áo này nè, size của mình nữa, và lát hồi các bạn sẽ biết đó là gì nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái áo đầu tiên. Chúng ta có một cái áo basic tee của Balenciaga màu đỏ. Đây được gọi là basic tee tại vì nó không có một cái gì hết, nó là cái áo thun trơn thôi các bạn, màu đỏ. Và tất cả những gì có trên cái áo này đó chính là một cái logo, một cái dòng chữ Balenciaga ở ngay trước ngực bên tay trái, còn lại là một cái fancy giống như mình nói rồi các bạn. Và cái điều mình rất là thích về cái áo thun này á, cái thứ nhất là về cái form, cái fitting của nó oversize cực kỳ đẹp. Cái thứ hai là chất liệu cực kỳ tốt luôn. Và cái thứ ba, cái cuối cùng tất nhiên là giá rồi các bạn. Tại vì nếu mà so sánh với là cái áo này á, với cái áo Sinners mình đang mặc, thì chắc cái áo này rẻ hơn một nửa luôn các bạn. Và đó chính là cái áo thun đầu tiên trong cái category này. Bạn có xem cái video 35.000 đô pick up haul của mình á, video trước á, là chắc chắn các bạn còn nhớ là Duy Anh đã có tặng cho mình một cái áo thun đến từ Palm Angel, cái áo thun màu đen mà có chữ Palm Angel chỉ dài ở sau cầu vai á. Thì bắt đầu kể từ đó mình cực kỳ thích cái hãng Palm Angel này luôn. Và đây tất cả ba cái áo này đều đến từ Palm Angel hết. Và ở đây mình có một cái áo thun y chang như cái áo thun mà Duy Anh đã tặng cho mình, nhưng có điều nó chỉ khác cái phối màu là Duy Anh tặng mình màu đen, thì áo này màu trắng thôi. Thì ở ngay cổ chúng ta có cái dòng chữ Palm Angel nè. Và cái chi tiết mình thích nhất đó chính là một cái dòng chữ Palm Angel nữa chạy dài ở đằng sau ngay cầu vai luôn. Và đây cũng là một cái áo thun tay dài có màu trắng. Chúng ta còn hai cái hoodie nữa để kết thúc cái category quần áo này. Thì ở đây mình có hai cái hoodie đến từ Palm Angel. Cái hoodie đầu tiên mình muốn cho các bạn xem chỉ là một cái hoodie basic thôi các bạn, là một cái hoodie màu đen. Và tất cả chúng ta có trên cái hoodie đó chính là một cái dòng chữ Palm Angel nằm ở bên ngực trái, giống như cái ổn hồi nãy của cái áo thun Balenciaga mấy bạn. Và còn lại thì cái áo hoodie màu đen trơn mấy bạn. Cái mình cực kỳ thích của cái hoodie này đó chính là cái form, cái fitting của nó cực kỳ đẹp luôn mấy bạn. Và lần nữa muốn shout out tới Thảo Nguyễn đã giúp mình order, đã mua giúp mình chứ không hẳn order, đã đi tới một cái tiệm ở bên Boston mua giúp mình ba cái áo này và gửi về Việt Nam cho mình trong khoảng 4-5 ngày thôi. Thì mình sẽ pop cái trang Facebook của Thảo Nguyễn ở đây để bạn có thể vào tham khảo và mua hàng nha. Từ đầu video mình có nói với bạn là trong cái category này có một cái hoodie giống như một cái grails mình cực kỳ khó tìm luôn, đã làm cho mình rất là mất thời gian để tìm được nó là một. Cái thứ hai là tìm được size của mình, và đây chính là cái áo hoodie đó. Thì mình muốn shout out tới anh Phạm Minh Đức đã giúp mình cop được cái hoodie này. Mình cũng sẽ pop cái trang Facebook của ảnh ngay đây luôn để các bạn có thể vào tham khảo. Thì đây chính là cái hoodie Palm Angel. Ở ngay đằng trước đó, giống như cái cổ áo màu trắng, áo thun màu trắng hồi nãy, thì chúng ta có một cái dòng chữ Palm Angel ngay đây nữa mấy bạn. Và cái detail mà mình làm cho mình kiểu nhìn á, giống như love at first sight luôn, nhìn vô là cảm thấy kiểu thích liền và bằng mọi giá phải cop được. Đó chính là cái họa tiết ở ngay đằng sau cầu vai của áo. Thì đây, ở đằng sau cầu vai chúng ta có một cái dòng chữ Palm Angel và được đính đá lên đủ màu luôn các bạn, từ màu xanh, màu trắng, xanh lá, đỏ, cam và vàng. Thật sự là mình không biết nói như thế nào hết. Chắc chắn mình sẽ mặc cái hoodie này đi tới một cái event có tên là SOAX vào đầu tháng 11 này, thì hẹn các bạn ở tại đó nha. Kết thúc cái category này, chúng ta còn hai cái món phụ kiện nữa mình muốn review cho các bạn xem. Đó chính là hai cái túi shoulder bag của Supreme.
đến từ Fall Winter 2018. Thì ở đây mình có một cái túi shoulder bag màu đen, một túi shoulder bag màu đỏ, hai cái đều giống nhau hết nhưng chỉ khác nhau phối màu thôi. Thì nếu bạn coi video mà mình đi du lịch tại Thái Lan á, các bạn thấy mình có đeo một cái túi màu đen, đó chính là cái túi shoulder bag này các bạn. Thì cái túi này cực kỳ tiện lợi, mình có thể để pin nè, để đi quay vlog, rồi để bóp, để điện thoại. Và ở đây có một cái ngăn nhỏ có thể nhét cái điện thoại vào và gắn vô khi mà cần, cứ mở ra thôi, cực kỳ tiện luôn. Thì mình mua cái túi này từ Hit Factory và cái màu đỏ này mình mua từ Lưu Ngọc Hải, còn nguyên seal luôn, mình chưa mở ra. Thì mình sẽ pop trang Facebook của Hit Factory và Lưu Ngọc Hải ở đây nè, để các bạn có thể vào tham khảo nha. Tiếp theo đó chính là Category Sneakers. Thì ở đây mình có 6 đôi giày mình pick up được trong 2 tháng vừa qua. Mình sẽ review những đôi giày mình mua đầu tiên nè, cho tới cái đôi giày cuối cùng mình mua gần đây nhất, chắc đây khoảng 2 ngày à. Thì ở đây mình có 2 đôi Vans, một đôi Vans Slip-On 47 và một đôi Vans Era 95. Mình nhờ một người em mua giúp mình 2 đôi Vans này từ Mã Lai. Và ở đây chính là đôi Vans Slip-On 47. Nếu các bạn còn biết cái collection khi mà Vans được kết hợp với lại Film God á, thì trong đó có một cái một hay là hai đôi này mình cũng không nhớ nữa. Và ở trên đây nè, ngay cái chỗ này nè các bạn, thì sẽ có cái chữ Film God hình như được thêu lên hay là được bằng sắt gì đó. Rồi mình không nhớ. Kể từ đó khi mà mình không mua được size của mình bắt đầu rất là thích cái form giày này luôn. Nó là slip on nhưng mà nó có thêm một cái strap ở đây nữa, cực kỳ đẹp. Và cuối cùng mình cũng đã mua được nó. Thì đôi này có một cái midsole màu đen, waffle sole, và ở trên nguyên một cái phần upper của nó được làm từ da lộn. Mình rất là thích cái đôi này luôn. Ok, tiếp theo đó là đôi Vans Era 95. Thì đây, phối màu này cực kỳ nhìn rất là ngọt luôn đúng không các bạn. Thì ngoài cái màu vàng này ra họ còn có màu đỏ nữa, nhưng mà hôm đó thì màu đỏ không còn size của mình, chỉ còn size 11 thôi. Và đây chính là cái đôi Vans Era 95. Ở đây cái đôi Vans này được cái phần upper của nó không phải là màu trắng, nó giống như là màu cream nha mấy bạn. Và ở đây có cái màu vàng, còn cái phối màu kia mình nói á, nó giống vậy, nó màu đỏ nhưng mà nó sẽ ngã ngã qua màu hồng một chút xíu. Thì đây chính là hai đôi Vans mình pick up được đầu tiên sau cái video 35.000 đô pick up haul. Chúng ta có một đôi giày, các bạn nhìn cái hộp các bạn cũng biết đôi này đôi gì đúng không, đó chính là đôi Human Race NMD. Thì đây một đôi giày cực kỳ exclusive và chỉ có thể mua tại Nhật thôi. Thì mình muốn shout out đến Thiệp Nguyễn, mình sẽ pop trên Facebook của Thiệp ở đây để các bạn có thể vào tham khảo. Cũng giống như là tất cả những seller mình mua được những cái món đồ ở trong video này, mình cũng sẽ giới thiệu để các bạn có thể trải nghiệm cùng với mình nha. Thì đây chính là đôi NMD Human Race Nerd. Chắc các bạn cũng biết NERD đúng không? Cái đôi Nerd này được collab, cái ban nhạc Nerd này được collab với lại Real William NMD Human Race. Đây là phiên bản thứ 3 mình mua được. Phiên bản thứ nhất á, là được bán ở tại ComplexCon Exclusive, có hai bản màu đen nè. Một bản ở đằng sau cũng là cái heel màu đen, và cái bản ComplexCon Exclusive là ở đằng sau có màu đỏ. Và tiếp theo đó là cái phiên bản thứ 2, đó chính là cái đôi màu trắng và những cái họa tiết theo mình nhớ là màu xanh lá neon, màu đỏ. Và đây chính là cái phiên bản thứ 3 chỉ được bán ở tại Nhật mà thôi. Thì đây là đôi NMD Human Race Nerd. Thì NERD á là viết tắt cho từ No One Ever Really Dies. Thì đó là một ban nhạc, thì Pharrell Williams cũng là một thành viên trong ban nhạc đó nữa. Thì ban nhạc này được thành lập vào năm 1999, và đó cũng là lý do tại sao mà NMD Human Race kết hợp collab với lại NERD. Thì đây, ở trong đây chúng ta với một lần nữa shout out tới Thiệp vì một cái giá cực kỳ steal cho đôi giày này nha. Thì trong đây chúng ta có cái receipt nè, có cả tag của Nhật nữa. Ok, đây các bạn có thể thấy đây là một đôi giày màu cream. Ở đây các bạn có thể thấy chúng ta có cái chữ NERD ở một bên chiếc giày, và bên kia được thêu một cái dòng chữ nữa. Ở đằng sau cái phần heel tab chúng ta có một cái não và một cái bông hồng, là cái họa tiết cực kỳ mình cực kỳ thích ở trên đôi giày này luôn. Thì đôi giày này nó giống như cái màu của đôi giày màu cream ở trong Polypack, nhưng mà chắc cái này nó creamer kiểu giống vậy các bạn. Và cái cặp dây giày cho theo là cặp dây giày màu hồng có phản quang và có cả extra laces màu cream luôn các bạn. Và cái phần đế thì các bạn nhìn cái phần đế này là cái phần đế giống như cái collection mới ra của NMD Human Race đó các bạn. Nó không có còn giống như cái phần đế của cái collection Holy Pack nữa. Thì chúng ta có một đôi Air Force One pick up được từ Kickspot. Thì mình sẽ pop trên Facebook của Kickspot ở ngay đây để các bạn có thể vào tham khảo. Nếu các bạn có coi video Sneakerfest của mình á, mình nói Kickspot là plug của mình luôn, thì một lần nữa shout out tới Kickspot để giúp mình cop được đôi giày này. Thì đây chính là đôi Nike Air Force One Low Travis Scott. Đây không phải là cái phiên bản mà được bán trong cái khoảng thời gian ComplexCon chung với lại những cái đôi Nike Air Force One Off-White, nhưng mà đây là cái phiên bản được release vào tháng 8 vừa rồi. Thì mặc dù mình rất là thích cái phiên bản đầu tiên, nhưng khi mình biết được là sẽ được re-release cái phiên bản này có tên là Sale,
mặc dù nó chỉ hơi khác biệt một chút xíu thôi, nhưng cũng rất ok rồi. Thì cái sự khác biệt của nó đó chính là cái đôi mà phiên bản được bán ở trong khoảng thời gian Complex Con á, thì cái đôi đó là white, là phối màu nó trắng tinh luôn. Nhưng mà đây chính là cái phiên bản màu cell, thì cái màu nó sẽ ngà hơn một chút xíu, không có ngà bằng cái đôi NMD Human Race lúc nãy đâu, mà nó chỉ hơi ngà thôi. Các bạn sẽ hiểu mình đang nói gì nha. Chúng ta mở chiếc hộp ra thì chúng ta có chắc chắn rồi, receipt. Thì lúc nào Kickspot cũng cho kèm theo receipt, mặc dù đến từ eBay, StockX hay là Goat, lúc nào cũng có hết A1. Tiếp theo đó chúng ta có một cái khung. Thì cái khung này ở đây á, có hai set swoosh được cho đi kèm để có thể thay ra thay vào đôi giày này. Và trên bản thân đôi giày có cả một cái set mới nữa các bạn. Cái set đầu tiên chúng ta có đó chính là một cái set lửa. Thì khi mà chúng ta di chuyển á, thì lửa nó có giống như nó là hành động gì các bạn. Và cái set tiếp theo nó giống như là kim cương vậy á. Và tại sao chúng ta có thể thay ra thay vào đúng không? Tại vì nó có Velcro các bạn. Và cái điều mà mình thích nhất cũng giống như mọi người về đôi giày này, thứ nhất là tại vì đôi giày này được collab với lại một rapper giống như Travis Scott vậy. Tất nhiên khi mà đến với một đôi giày mà được collab với lại rapper, ai mà không thích nè. Cái thứ hai á là tại vì nó có những cái swoosh được thay ra thay vào. Và cái thứ ba là cái lace lock lá hồng cho các bạn xem. Các bạn hãy để ý trên cái phần lace lock á, có hai cái cột nhìn rất là đẹp. Và cái đặc biệt hơn nữa là hai cái phần grills được nằm ở trên cái phần dây giày luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Thì đây chính là đôi Nike Air Force One Low Travis Scott. Giống như mình nói thì cái phối màu của nó sẽ ngà hơn là cái phối màu đầu tiên. Nhưng mà chắc các bạn nhìn qua camera các bạn cũng không có thể nào thấy được cái sự khác biệt rõ ràng giống như vậy. Nhưng mà đây chính là cái phối màu cell mình pick up được trong cái đợt release tháng 8 vừa rồi. Thế bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái swoosh. Cái swoosh này là cái set mà họ đã cho đi kèm ở trên đôi giày này rồi. Chúng ta có thể thay ra nè các bạn. Và cái chi tiết mình thích nhất ở trên đôi giày này đó chính là cái phần lace lock. Thì bên này chúng ta có cái mặt đúng không? Và bên này chúng ta có một cái cây xương rồng có chữ Cactus Jack y chang như cái heel tab của đôi Jordan 4 mình pick up trong video lần trước. Và cái mình thích nhất nữa bạn để ý ở ngay đây á, đó chính là cái phần grills được đặt ở trên cái phần dây giày. Và cái grills đó chính là khi các bạn biết mấy cái người rapper á, thì họ sẽ có cái răng của họ mang cái mà kim cương không á, đó được gọi là cái phần grills. Và họ đặt ở trên cái phần dây giày này mình thấy cực kỳ thông minh luôn. Thì đôi giày tiếp theo đó chính là đôi Adidas Yeezy Wave Runner 700. Trong thời gian vừa qua Adidas Việt Nam đã release cái đôi giày này, và mình không phải là một trong những người xếp hàng và may mắn được mua nó, nhưng may mắn hơn là mình được một bạn resell lại cho mình với một cái giá cực kỳ steal, giống như một cái giá là vừa cho vừa bán. Ok, thì ở đây chúng ta có một đôi Yeezy 700 Wave Runner size 11.5. Đúng ra mình mang 12 nhưng mà mình ráng snuck in 11.5, tại 11.5 là cái size to nhất mà họ bán ở tại Adidas Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có một cái receipt nữa các bạn, để chán các bạn không lại gì với lại cái đôi giày này nữa đúng không? Thì đôi giày này mình rất là thích luôn, kể từ cái lúc đầu tiên mình thấy nó, và đặc biệt là mình thấy nó ở trên chân của tất cả những người mang nó trong cộng đồng giày ở Việt Nam. Và thực sự các bạn fit đồ rất là đẹp luôn và làm cho mình rất là muốn sở hữu được đôi này. Và khi mình biết được restock á, mình mừng lắm luôn á, và mừng hơn khi mà biết được ở Adidas Việt Nam có cả size 11.5 nữa. Cuối cùng để kết thúc cái category lần này, ở đây chúng ta có một đôi giày mà mình mua đôi giày này ở ngoài cái mong đợi của mình luôn. Tại bình thường khi mà mình mua một đôi giày á, mình đều phải order qua seller hoặc là plug của mình, tại vì mình là size 12. Nhưng mà hôm trước khi mà mình lướt trên Facebook, mình thấy có một bạn có sẵn một đôi giày hype size 12 luôn. Và đó là một điều cực kỳ hiếm, tại vì ít ai stock những đôi giày hype một cái size lớn như vậy. Họ bình thường chỉ stock size 7, 8, 9 và 10, tại những size đó rất là dễ bán đó mấy bạn. Và khi mình thấy mình cop ngay lập tức luôn, mình liên hệ bạn, bạn gửi express, bạn gửi hỏa tốc từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh cho mình, mất 8 tiếng mà mình đã nhận được. Thì đó chính là đôi Nike Air Presto. Thì đây không phải là cái phối màu đầu tiên của collection The Ten, nhưng mà đây là cái phối màu bây giờ các bạn sẽ biết nha. Thì đây chính là đôi Nike Air Presto phối màu trắng vừa được release trong thời gian vừa qua. Thì trong thời gian vừa qua họ đã release phối màu trắng và phối màu đen, nhưng mà mình đã pick up phối màu trắng tại vì nó nhìn cực kỳ clean là một nè. Có lý do thứ hai là tại vì khi mà mình thay cái cặp dây giày màu cam lên á, nó nhìn cực kỳ pop luôn các bạn. Và sau khi mình review cho các bạn xong, chắc chắn mình sẽ thay cặp dây giày màu cam lên để cho nó nhìn nổi hơn. Mà làm cho mình ấn tượng nhất về cái bạn seller này á, thì bây giờ khoan, trước khi mình nói đúng không, mình sẽ pop cái trang Facebook của các bạn đó ngay đây luôn để các bạn có thể vào tham khảo. Mình thấy cái bạn này có rất là nhiều những phối màu, những phiên bản của NMD Human Race có sẵn nè. Kể cả bạn có cái phiên bản mà NMD Human Race mà China Pack, mà cái đôi mà có vàng chỉ có 300 đôi trên thế giới, các bạn nên check out bạn đó nha. Thì khi mà mình mở hộp ra, mình đã thấy có ba cái card
Thì ở đây có hai card thank you và nói về cái ý nghĩa của cái cửa hàng dành cho mình nè, và ý nghĩa của một đôi giày. Và cái điều làm cho mình wow nhất luôn về cái service của bạn á, là trong đây chúng ta có một cái thẻ chăm sóc giày. Cái cửa hàng của bạn có tên gọi là H&M HNM Sneaker. Thì cái thẻ chăm sóc này á, ở dưới đây chúng ta có chữ tên giày, ở trong đây chúng ta có chữ Presto Off-White, và ở ngay cái mặt đằng sau chúng ta có một cái dòng là free vệ sinh giày vĩnh viễn cho khách hàng mua giày trên 9 triệu và free 3 lần vệ sinh giày cho khách hàng mua giày dưới 9 triệu. Còn những vòng vệ sinh giày tiếp theo á thì các bạn chỉ cần trả 30.000 cho một lần vệ sinh thôi. Và ở đây chúng ta có ba cái dấu nè để đóng ba cái mọc stamp á sau khi mỗi lần vệ sinh. Thì mình cảm thấy cái service mà bạn này đang offer với lại khách hàng của bạn á cực kỳ thông minh luôn. Mặc dù nó chỉ là một cái service nho nhỏ thôi, nó không đáng, giống như là mình có thể tự vệ sinh giày của mình ở nhà, nhưng mà bạn offer giống như vậy á để cho người ta cảm thấy cái giá trị mà khi mua hàng ở bên bạn á, nói chung là rất là thông minh luôn. Thì một lần nữa shout out tới H&M Sneaker vì đã giúp mình cop được đôi giày này với một cái giá cực kỳ steal, là một cái. Thứ hai là với lại cái service cực kỳ tốt như vậy, và đó chính là đôi giày cuối cùng mình pick up được trong category sneaker lần này. Cuối cùng của chúng ta đó chính là category đồ chơi và mô hình. Thì ở đây mình có rất là nhiều đồ chơi và mô hình, từ Bear Bricks cho tới Hot Toys, nói chung là nhiều lắm luôn á. Và trước khi mình bắt đầu review cái category này cho các bạn xem thì mình muốn giải thích một chút xíu về Bear Bricks nha. Thì Bear Bricks là một cái món đồ chơi để sưu tầm đến từ một công ty của Nhật có tên là Medicom Toy. Thì Medicom Toy kết hợp với lại những cái bộ phim giống như là Iron Man, Batman, Superman, Star Wars, hay là những cái thương hiệu nổi tiếng như là Bape nè, hoặc là trên những nhân vật, kể cả cái chai tương ớt Sriracha. Nếu các bạn biết Sriracha thì các bạn biết mình đang nói gì nè, đúng không? Cái con 400% đấy các bạn. Thì đối với một chú Bear Brick 1000% này có chiều cao là 70cm, đối với một chú Bear Brick 400% có chiều cao là 28cm, và sau đó chúng ta có cả 200%, 100% và cuối cùng là 70%. Thì đó là những cái size mà Bear Bricks đưa ra. Có cả những size khác mình không biết, có cả 2000% rất là to nữa. Và có một cái cửa hàng như là Mac Park ở bên Mỹ có mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem tất cả những cái chú Bear Bricks mình pick up được trong thời gian qua nha. Cái video 35 ngày đó pick up pause của mình, các bạn biết là mình đã pick up được chú Cương Thi ở bên đó rồi, đúng không? Và tiếp theo đó mình pick up được chú Bear Bricks Bake. Thì cái chú này có tất cả là ba phối màu, màu xanh lá, màu xanh dương, màu hồng. Mình khóc màu này tại vì nó rất là dễ thương và Ni cũng thích phối màu này nữa. Thì đó các bạn nhìn nha, giống như cái chú Bear Bricks này đang mặc cái hoodie của bếp vậy á. Tại vì cái họa tiết này chắc chắn các bạn không lạ lắm gì nữa. Và cái này nè, giống như một cái zip line của cái hood up hoodie vậy các bạn. Và ở đằng sau cái đầu của cái chú Bear Bricks này, chúng ta lại có cái họa tiết work on mat. Và cái họa tiết này chắc chắn là không lạ lắm gì với các bạn, giống như là được đặt ở trên những cái quần áo của bếp rồi. Và ở trên tay của chú Bear Bricks này chúng ta có một cái chữ A cộng, giống như là copyright với các bạn. Medicom Toy, lần nữa shout out tới lại Cartoon Home. Thì sẽ pop cái trang Facebook của Cartoon Home ở đây để bạn có thể vào tham khảo nha. Tới đó là các bạn có thể cop rất là nhiều mẫu Bear Bricks, từ 100, 1000, 400%, nói chung là tất cả luôn các bạn. Ok, và đó chính là chú Bear Bricks đầu tiên sau chú Cương Thi mình pick up được. Chúng ta có một nhân vật đến từ bộ phim The Simpsons, thì chắc chắn ai cũng xem phim The Simpsons đúng không? Nếu không các bạn nên check out nha. Thì đây chính là nhân vật Krusty the Clown. Thì mình pick up chú Bear Bricks này tại vì cái màu nó nhìn rất là tươi, màu xanh, màu hồng, màu vàng như màu xanh lá, nhìn rất là pop luôn á. Kiểu nhìn vào đập vào mắt mình liền, rất là dễ thương luôn, rất là nổi, có thể trưng bày ở nhà. Sau đó thì mình pick up được thêm hai chú Bear Bricks nữa ở Singapore. Thì mình pick up hai chú này ở tại một cái mall có tên là Orchard. Thì đó chính là chú Mickey nè và chú Leonardo. Thì nếu các bạn mà có xem bộ phim Ninjago thì chắc chắn các bạn biết á, những chú Ninjago đều có cái ký tự đầu tiên của tên họ ở trên cái cộng dây đực. Thì đây chính là chú L và chú này có tên là Leonardo. Và cái chi tiết trên chú Ninjago này kiểu rất là chi tiết luôn, các bạn thấy là có hai thanh gươm đằng sau nữa. Tiếp theo đó là Mickey. Thì Mickey kiểu classic rồi, không thể nào mà pass qua được hết các bạn. Và Mickey này có rất là nhiều version nha các bạn, version mới, version cũ và có cả version mà làm bằng lông nữa. Thì đây là chú Mickey mình cop được trong thời gian vừa qua. Chắc chắn là nếu mà có Mickey thì không thể nào mà thiếu Minnie rồi đúng không mấy bạn. Thì đây chính là Minnie mình cop được từ Cartoon Home. Thì rất là may mắn sau khi mình cop được chú Mickey á thì Cartoon Home họ có sẵn Minnie luôn. Cái cô Minnie này á nhìn rất là dễ thương luôn, tại vì mặc cái váy hay là cái nói chung một cái đầm á có chấm bi rất là dễ thương. Và hôm trước khi mà mình xuất tiên á, mình để cho hai người này á đang nắm tay hoặc là hả đang kiểu hôn mà với lại cái dạng phone mà giống như vậy nè mấy bạn.
kiểu nhấp một chân lên á, rất là dễ thương luôn. Ok, và đó chính là năm chú Bearbricks mình pick up được. Và bây giờ chúng ta còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chú nữa, thì cho mình một giây mình sẽ quay lại liền nha. Ok, thì chúng ta có thêm 4 chú Bearbricks 1000% nữa đến từ Collection Store. Thì chắc chắn là các bạn cũng đã gặp 1, 2, 3 chú này trong cái video mà mình đi du lịch ở tại Thái Lan rồi đúng không? Nhưng mà còn cái chú ngay đây nè, các bạn chưa gặp, thì đó chính là chú Bearbricks 1000% Stormtrooper. Thì cái phiên bản này đặc biệt hơn những cái phiên bản khác, những cái phiên bản mà không có ba cái lằn này á được gọi là First Order hay sao các bạn. Nhưng mà cái chú này á thì có ba cái lằn gạch ngang cái mặt giống như là bị chảy máu vậy các bạn, rất là đẹp luôn. Mình cực kỳ thích cái phiên bản này. Và đối với lại cái phiên bản này thì mình đã nhờ Bearbricks Hà Nội cóp giùm cho mình, hình như ở từ Singapore hay là từ Thái Lan mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà một lần nữa mình muốn shout out tới Bearbricks Hà Nội và đã giúp mình cóp được cái chú Stormtrooper này. Mình sẽ pop trang Facebook của Bearbricks Hà Nội ngay đây để các bạn có thể vào tham khảo nha. Thì tiếp theo đó chúng ta còn ba nhân vật cho Market Set Star Wars này nữa, đó chính là Darth Maul, Chewbacca và cuối cùng cái masterpiece luôn, kiểu mình không ngờ luôn khi mình mở ra, đó chính là C-3PO. Thì đây là một chú robot được làm bằng vàng mà kiểu mới tinh luôn các bạn. Mà nếu mà họ kiểu cử động nhiều thì chắc chắn cái bàn chân sẽ bị hư, bị chày, bị xước. Nhưng mà đây là con mới hoàn toàn, khi mà mình nhận được giống như là video khi mà mình ở bên Thái mình unbox á, cái hộp còn nguyên siêu, còn tất cả luôn. Đó có nghĩa là khi mà ở Medicom Toy ngay cái nhà máy gửi như thế nào thì mình sẽ nhận được y chang vậy, cái người đó chỉ stock, chỉ để đó thôi. Và mình rất là may mắn, mình thực sự rất là vui mình sở hữu được cái chú C-3PO này luôn. Chúng ta có thêm 3 chú Bearbricks 1000% nữa đến từ cái bộ sưu tập xưa ông. Thì đây nè, mình có một người bạn đó chính là Iron Man Mark 42 Damage Version. Thì nếu các bạn coi phim Iron Man 3 các bạn sẽ biết cái phiên bản này. Thì Mark 42 là cái phiên bản khi mà Iron Man bay xuống mà cứu khoảng hình như là 13, 14 người đang rơi từ máy bay xuống các bạn, và chỉ có thể cứu được khoảng 3 hay là 6 người thôi. Nhưng mà Iron Man đã cố gắng cứu hết được tất cả mọi người luôn. Mình cực kỳ thích phiên bản này. Thì đây chính là Iron Man Mark 42 Damage Version. Damage Version giống như là đã bị sau khi đi đánh các bạn là bị chạy, bị xước tùm lum ra. Trên đó lý do bạn thấy có nhiều cái làn xước ở trên cái print của cái chú Bearbricks này, chứ không phải là bị chạy đâu nha. Tiếp theo đó thì chúng ta có hai nhân vật khác, đó chính là Superman và Batman. Đúng là cái chú Batman này không có nằm trong cái bộ phim Superman vs Batman, nhưng mà mình để chung vậy đi ha. Thì đây là cái chú Bearbricks 1000% Superman nằm trong bộ phim Superman vs Batman. Mình mua cái chú này á là tại vì cái màu sơn trên cái chú Superman này cực kỳ đẹp. Nó giống như là metallic vậy các bạn, nó bóng bóng á. Tại vì đối với những chú này nha, cái màu nó còn kiểu matte finish, nhưng mà cái này kiểu bóng bóng, nhìn giống như mà sắc vậy mấy bạn. Nhìn rất là hay, rất là đẹp luôn. Và những cái detail cực kỳ chi tiết. Chúng ta có một nhân vật nữa, đó chính là Batman. Mà không ai xa lạ với nhân vật này đúng không? Mà giống như từ đầu mình nói á, chú Batman này không có nằm chung với lại cái set này, tại vì chú Superman này được nằm trong bộ phim Superman vs Batman. Nhưng mà chú Batman này thì được nằm ở trong cái bộ phim Justice League. Nhưng mà có điều mình rất là thích cái chú này á là tại vì sao, là ngay cái lỗ tai đó mấy bạn. Thì cái lỗ tai của chú gấu này được làm trong suốt, và chỉ có cái lỗ tai dơi này á được print màu lên thôi. Để khi mà bạn nhìn từ xa bạn chỉ thấy hai cái lỗ tai người dơi thôi, chứ không phải là hai cái lỗ tai chú gấu nữa. Và tiếp theo đó là những cái họa tiết rất là chi tiết, và cái màu sơn ở trên hai cái phần tay và cái cộng viên nội của chú Batman này được sơn màu vàng gold, nhìn rất là đẹp luôn. Và đó chính là ba chú Bearbricks 1000% mình pick up được ở trong cái collection siêu hùng này. Chú Bearbricks 1000% mình pick up được cuối cùng trong video lần này. Nếu các bạn nhìn nó, các bạn cũng biết đây là nhân vật gì đúng không? Thì đó chính là một chú mèo may mắn. Nếu các bạn không biết chú mèo may mắn đó là chú mèo mà người ta hay trưng ở ngay cái quầy tính tiền á để quát khách vào cửa hàng để cho đông khách. Hôm trước mẹ mới nói là hai vợ chồng mình á lần này đi qua Nhật á mua những cái chú mèo này về để trong cửa hàng cho kiểu may mắn á các bạn. Xong rồi mình biết là Medicom họ có sản xuất ra những cái chú mèo may mắn này ở trên Bearbricks 400% và 1000%. Nhưng mà hồi đó giờ mình không có mua, cho nên mình quyết định mình mua luôn. Thì mình đã nhờ Bearbricks Hà Nội tìm và cóp giùm cho mình, mất khoảng 5 ngày thôi. Service là thật sự rất là yêu anh luôn các bạn, các bạn nên check out nha. Đây là mèo may mắn, nhưng mà một phiên bản đặc biệt hơn là tại vì đây là một nhân vật Pego mặc cái bộ đồ Lucky Cat. Thì theo mình biết là đối với những cái phiên bản của Bearbricks mà có nhân vật Pego này á mặc cái bộ đồ đó lên đi thì cái giá trị của nó sẽ tăng lên. Nhưng mà đối với đa số những cái mà Pego thì cái giá của nó resell lại khá là cao. Thì đây là phiên bản vàng gold. Nếu các bạn nhìn cái print ở trước ngực, các bạn nhìn nó rất là quen thuộc luôn. Nếu các bạn đã từng thấy những cái chú mèo may mắn mà người ta trưng ở trước cửa hàng, tới đây có một cái chuông nè, một cái print nè, xong rồi hai cái khuỷu gối nè, rất là dễ thương.
Đây là cái mặt của cây con nha, hai cái má hồng nè. Và ở đằng sau chúng ta có cái đuôi mèo. Và cái đuôi mèo được móc trong hoa anh đào hay như thế nào mình cũng không rõ nữa. Và ở đây là một cái stamp. Thì đây là một cái phiên bản vàng gold. Ngoài ra Medicom thôi họ có cho ra những cái chú Lucky Cat 400% đủ màu luôn. Mà cái mặt là mặt mèo với các bạn. Thì có màu đen gold the dark, màu bạc, màu vàng gold. Nhưng mà mình quyết định mình mua cái phiên bản Peko nhìn cho nó dễ thương hơn và màu gold nhìn nó đỉnh hơn nữa các bạn. Và đây chính là cái chú Bearbricks 1000% cuối cùng mình pick up được trong cái video này. Ba chú Bearbricks 400% pick up được trong thời gian vừa qua. Giống như hồi nãy mình nói, đối với một cái chú Bearbricks 400% thì cái chiều cao sẽ là khoảng 28cm. Thì hôm trước nếu các bạn có coi cái video mà mình đi du lịch ở tại Thái Lan á, khi mà mình ở tại sân bay chuẩn bị bay về Việt Nam, mình có review cái chú Bearbricks 400% này, đó chính là chú Batman Amore. Thì đây chính là cái chú mình pick up được ở tại Thái Lan chung với lại ba cái chú Stower đó. Tiếp theo đó là sau khi mình về Việt Nam á, mình có join một cái group bán Bearbricks ở Thái Lan. Thì mình biết được cái anh này á, ảnh là collector nhưng mà ảnh bán lại hai cái chú 400% này. Và nếu mà các bạn biết á thì hai chú này cũng khá là hiếm đó mấy bạn. Tại vì đây là hai chú nằm trong bộ phim Toy Story. Chắc ai cũng biết phim đó rồi, đó là bộ phim giống như là kiểu tuổi thơ luôn mấy bạn. Nên hả, khi mà mình thấy cái set này mình phải kiểu cop instantly luôn. Mình đã nhờ Dũng Huỳnh support trang Facebook của Dũng Huỳnh ở đây để các bạn có thể vào tham khảo. Đúng ra Dũng Huỳnh không phải là người bán Bearbricks đâu, Dũng Huỳnh là bán đồ high end. Nhưng mà sẵn tiện Dũng đang ở tại Thái Lan và Dũng đã cop giúp cho mình hai chú Bearbricks này. Lần nữa shout out tới Dũng Huỳnh nha. Hai chú Bearbricks này á đặc biệt hơn cái chú Batman này, tại vì cái chú Batman này chỉ có thể giơ tay lên xuống thôi. Nhưng mà hai cái chú này được gọi là Night Brick nữa các bạn. Thì Night Brick á có nghĩa là cái tay có thể giơ lên nữa các bạn, chứ không phải là chỉ giơ lên giơ xuống. Và cái chi tiết mình thích nhất ở trên hai chú này luôn, chắc chắn nếu các bạn xem cái phim mà Toy Story, các bạn biết tất cả những đồ chơi của Andy đều được viết cái tên của Andy lên cái chân của chú đồ chơi này. Thì đây, hai cái chữ Andy được viết trên hai cái bàn chân của Buzz Lightyear với lại Woody. Mình thật sự rất là thích hai cái chú 400% này luôn. Và chắc chắn trong thời gian tới, trong video tới các bạn xem á, các bạn sẽ thấy mình pick up thêm nhiều 400% nữa. 400% là cái size á rất là hợp lý để trưng bày và nhìn rất là dễ thương. Thì bây giờ mình sẽ còn hai món đồ chơi nữa. Một món đồ chơi đến từ Hot Toys và một cái này mình không biết nói sao nữa, mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Chờ một chút nha. Đây là một cái món đồ chơi đến từ Hot Toys. Tổng cộng chúng ta còn hai món đồ chơi nữa để kết thúc cái category này, cũng giống như là kết thúc cái video này luôn. Ở bên tay phải của mình có một chiếc hộp đến từ Hot Toys. Thì đây là cái hộp của một chú Hot Toys phiên bản 1/4 Mark 42 diecast. Thì đây là một phiên bản Mark 42. Nếu các bạn hồi nãy có xem cái lúc mà mình review cái chú Bearbricks 1000% cũng là phiên bản Mark 42 damage. Nhưng mà khi mà mua Hot Toys họ sẽ cho hai bộ giáp, một bộ giáp hoàn thiện, một bộ giáp bị damage. Thì bây giờ mình đang set up cái bộ giáp damage ở trên cái người chú Iron Man này để hợp với lại cái chú Bearbricks khi mình set up ở trên bàn á. Trước khi mình review chi tiết hơn một chút xíu về cái chú này, mình cho các bạn xem ở trong hộp họ cho theo cái gì nha. Đây là một cái điều mình muốn cho các bạn xem, mặc dù mình đã lấy hết tất cả mình set up trên bàn rồi, nhưng mà có một cái này mình muốn cho các bạn xem nó chi tiết đến nỗi mà khi bạn nhìn vào bạn cảm thấy là nó rất là đáng đồng tiền khi mà mình bỏ ra mình mua cái món đồ chơi giống vậy luôn á. Khi mà mở ra chúng ta có một cái lớp foam nữa các bạn, Iron Man 3, trong bộ phim Iron Man 3. Và đây ở bên trong có một cái bộ foam, và ở dưới những cái lớp khác chúng ta có những cái khuỷu tay, những cái nói chung là những cái bộ giáp để có thể thay ra thay vào, để chúng ta có thể thay cái pose của cái chú Iron Man này, giống như pose bay hay là pose đang bắn đó các bạn. Mình đã lấy cái chú Iron Man ra rồi, nhưng cái chi tiết mà muốn cho các bạn xem đó chính là cái đầu mà họ cho theo. Đây là cái đầu extra mà họ cho theo. Thì đây là một cái đầu của Iron Man, và mình có thể tháo cái nắp mặt nạ ra để bạn nhìn. Đây là một cái mặt người thật, nhìn rất là thật luôn. Nếu mà các bạn coi bộ phim đó, các bạn chắc chắn biết là nó nhìn chi tiết cỡ nào, các bạn thấy máu bên này đúng không? Y chang như cái lúc mà Tony Stark đang chuẩn bị mà điều khiển qua cái mắt kính đó các bạn, mà con mắt đang bị chảy máu á, trên cái bộ giáp này để đi cứu người á. Đó chính là cái chi tiết mình muốn cho các bạn xem. Nhân vật chính của chúng ta đó chính là Iron Man Mark 42. Thì mình mua phiên bản này là phiên bản 1/4 scale so với lại phiên bản người thật nè. Cái thứ hai là diecast, và cái thứ ba là đây chính là trong cái pack deluxe. Thì bình thường khi bạn mua Hot Toys á, bạn mua phiên bản 1/6, họ chỉ cho một cái base bình thường và để đặt nhân vật lên thôi. Nhưng mình mua phiên bản deluxe thì đây là cái base rất là hoành tráng, rất là chi tiết luôn đó các bạn. Và ở đây có đèn nè, ở đây có đèn, ở ngay đây cũng có đèn. Khi mà mở ra các bạn có thể thấy á, chúng ta có thể bật công tắc lên. Và ở ngay hai cái bàn tay cũng có đèn nữa các bạn. Mình đang để cái pose để chuẩn bị bay lên á. Và ở đằng sau hai cái cánh cũng có đèn. Nói chung là tất cả ở trên đây hình như là cũng phải 20 cục pin nữa các bạn. Họ có cho theo khi mà chúng ta mua nữa, và cho những cái tool để mở ra. Thật sự là rất là chi tiết và rất là chu đáo luôn á các bạn. Nếu mà bạn mà chơi Hot
Toys hay là có dự định chơi Hot Toys thì nên mua đồ của Hot Toys đi, tại vì rất là ok. Mình nói là mua cái mô hình Hot Toys thì ở đâu đúng không? Bây giờ mình sẽ pop trang Facebook của Storm Toy Station ở ngay đây luôn để các bạn có thể vào tham khảo. Hình như ở bên đó có rất là nhiều mẫu có sẵn luôn, kể cả những mẫu 1/4 scale, 1/6 scale và có những cos baby hay baby cos nữa, những cái mô hình nhỏ nhỏ rất là dễ thương luôn. Các bạn nên check out nha. Đó chính là cái món đồ chơi Hot Toys đầu tiên của mình, cái món đồ chơi cuối cùng và cũng là món đồ chơi mình thích nhất trong cái video Pick Up Hauls lần này. Thì các bạn nhìn bên này là các bạn thấy một chút Bear Bricks 1000% Iron Man, Hot Toys Iron Man, thì các bạn biết cái món đồ chơi tiếp theo liên quan tới gì đúng không? Thì đó chính là một cái nón của nhân vật Iron Man Mark 7. Thì đây là một cái nón của nhân vật Iron Man phiên bản đời thực scale 1:1. Mình cực kỳ thích cái này luôn á các bạn. Cái mình thích nhất về nó là tại vì nó là phiên bản 1:1 scale 1:1 nè, là chắc chắn chúng ta có thể đội được là hai nè. Và cái thứ ba mình thích nhất là tại vì nó rất là hay, nó có điện nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tại sao nó hay nha. Thì ở bên trong các bạn thấy á, ở đây chúng ta có những cái đệm nè. Thì cái đệm này để giúp chúng ta mang vào không bị đau. Ở đằng sau chúng ta có thể tháo ra để mang vào dễ hơn. Và đây là cái công tắc điện. Thì bây giờ khi mình mở lên á, chắc chắn các bạn sẽ nghe được cái câu Enjoy yourself sir. Bây giờ mình mở cho các bạn xem nha. Ok, thì cái mà hay nhất của cái nón này đó chính là nó cảm ứng. Bây giờ mình sẽ để tay ngay đây nè, mình để ra thì cái nắp mặt nạ này sẽ được dỡ lên nha. Đỉnh lắm đúng không? Và con mắt cũng có đèn rồi mấy bạn, thực sự là rất là đốt luôn. Tương tự nếu mà bây giờ các bạn mở cái nón ra đúng không, mà thấy mặt mình đang trong đó như mình đang đội á, là nó đốt cỡ nào, nó đỉnh cỡ nào đúng không? Bruh. Ok, thì đó chính là cái món đồ chơi cuối cùng mình pick up được trong video lần này. Thì một lần nữa mình hy vọng các bạn enjoy cái video này. Nếu bạn thấy video này hãy để lại dấu like nè. Kế bên dấu like có dấu subscribe, smash dấu subscribe luôn, join the family. Kế bên dấu subscribe có chuông nhỏ, nhớ một cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình up video mới lên. Và lần nữa muốn shout out tới Long. Nếu bạn có coi video mà mình đi Dubai á, cái video đầu tiên á, bạn biết Long là ai, thì Long đang ngồi ở đằng sau máy camera để support, để giúp mình shoot được cái video lần này cho các bạn xem. Rồi nếu mà không có Long á, chắc là cái video này mình sẽ mất gấp đôi hoặc là gấp ba thời gian để có thể hoàn tất cái video này. Long đang bắt đầu làm một cái kênh YouTube và mình sẽ để link kênh YouTube của Long ở dưới phần description, dưới phần miêu tả, cùng với lại những cái seller, những cái plot khác của mình ở dưới đó để các bạn có thể vào tham khảo. Đó là Phao Nguyễn. Hẹn lại các bạn. Khoan. Hẹn lại các bạn trong video tiếp theo nha. Peace out. We'll be right back.